Rachel là một trong những chương trình khuyến mãi giúp thu hút nhiều khách hàng hơn truy cập vào cửa hàng của bạn bằng cách cung cấp cho họ các ưu đãi có giới hạn. Dù biết hiệu quả và lợi ích của flash sale là vô cùng to lớn, nhưng hầu hết các nhà bán hàng lại lười tạo flash sale vì chương trình tạo flash sale trên Shopee rất phức tạp và chỉ tạo được thủ công từng flash sale một chứ không thể tạo được hàng loạt. Nên Bestseller vừa cho ra mắt một tính năng giúp các bạn thể dễ dàng tạo ra hàng loạt flash sale trên Shopee cùng lúc lên đến 10 sản phẩm, có thể chọn nhiều khung giờ và hoàn toàn miễn phí. Sau đây là quy trình thao tác cách sử dụng tính năng tạo flash sale hàng loạt bằng tiện ích của Bestseller. Thì như các bạn có thể thấy tại kênh người bán Shopee, thì các bạn chưa thể tạo chương trình flash sale từng chương trình một tại lúc này, thì chúng ta chưa thể tạo hàng loạt được. Nếu như chúng ta chưa tải về tiện ích của Bestseller, thì các bạn chỉ cần vào tìm kiếm từ khóa là tiện ích Bestseller và nhấn vào đường dẫn này. Nếu như những khách hàng cũ đã sử dụng, đã tải về tiện ích của Bestseller phiên bản trước để sử dụng tính năng là sao chép sản phẩm, thì chúng ta cần phải xóa khỏi Chrome để tải về phiên bản mới nhất bằng cách nhấn vào đây để xóa, tiếp tục xóa đây, và chúng ta sẽ nhấn vào thêm vào Chrome để mình tải về phiên bản mới nhất của tiện ích Bestseller. Nhấn vào thêm tiện ích. Sau khi tải xong, các bạn có thể là kiểm tra ở trong cái mục này, phần quản lý tiện ích. Chúng ta cần lưu ý là nút xanh ở đây luôn luôn phải được gạt xanh để sử dụng được tiện ích của Bestseller. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay về trang Shopee. Tại mục flash sale của shop, các bạn tải lại trang này, sẽ thấy được ngay nút tạo hàng loạt và quản lý hàng loạt sau khi đã tải về tiện ích của Bestseller. Rồi, nếu như các bạn muốn tạo hàng loạt chương trình flash sale trên Shopee, chúng ta sẽ nhấn vào tạo hàng loạt. Tại đây các bạn sẽ thêm sản phẩm. Bestseller sẽ hỗ trợ các bạn chọn là tối đa 10 sản phẩm cùng một lúc. Rồi, ví dụ mình chọn hai sản phẩm này, nhấn vào xác nhận. Tại đây các bạn tiếp tục chọn lựa chọn khung giờ. Có thể lọc ra khoảng ngày tại đây. Đây. Các bạn có thể tích chọn tất cả hoặc là một vài ngày và khung giờ mà mình muốn. Sau đó nhấn vào xác nhận. Tiếp theo, Bestseller sẽ hỗ trợ cho các bạn chỉnh sửa hàng loạt các thông tin như là giá đã giảm, khuyến mãi, tồn kho dự trữ và thời gian đặt hàng. Các bạn cần phải chọn sản phẩm hoặc là một vài phân loại, cũng có thể là chọn tất cả sản phẩm tại ô này để mà mình chỉnh sửa. Mình ví dụ mình sẽ chỉnh sửa giá đã giảm. Mình sẽ giảm 2.000 đồng. Nhấn vào xác nhận. Các bạn lưu ý là giá đã giảm không được lớn hơn giá gốc. Các bạn có thể thấy được là khuyến mãi, số phần trăm được hiện ra tương ứng với số tiền là mình đã nhập vào giá đã giảm. Các bạn có thể thấy là những cái phần này nó không hiện lên rõ là vì phần tồn kho đã hết. Những phần tồn kho còn thì mới thực hiện được chương trình khuyến mãi. Thì phần tồn kho dự trữ các bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt, nhập vào số lượng tồn kho. Mình ví dụ là 50 phần tồn kho dự trữ. Nhấn vào xác nhận. Thì phần tồn kho dự trữ này cũng không được lớn hơn phần tồn kho trong kho. Ngoài ra các bạn cũng có thể là cài đặt giới hạn đặt hàng. Mình ví dụ là 1. Nếu như các bạn không muốn chỉnh sửa hàng loạt, thì các bạn có thể chỉnh sửa từng sản phẩm một tương ứng ở những ô mà mình muốn chỉnh sửa. Ngoài ra các bạn cũng có thể thêm sản phẩm mới vào đây, hoặc là bật tắt hàng loạt ở đây. Mình ví dụ mình sẽ bật tất cả. Sau khi đã kiểm tra xong tất cả các thông tin, các bạn sẽ nhấn vào tạo hàng loạt. Vậy là thao tác đã thành công. Các bạn nhấn vào đóng thì các bạn có thấy được là chương trình flash sale đã được tạo ra ở phía bên dưới đây. Và Bestseller sẽ hỗ trợ cho các bạn là quản lý hàng loạt tại nút này. Các bạn có thể thực hiện những thao tác như là bật, tắt và xóa đi chương trình flash sale hàng loạt. Các bạn chỉ cần chọn vào một hoặc là nhiều các chương trình flash sale mà các bạn muốn thao tác, hoặc là tất cả. Sau đó nhấn vào thao tác hàng loạt. Mình ví dụ mình sẽ tắt, nhấn vào xác nhận. Vậy là các chương trình flash sale mà mình vừa chọn đã được tắt. Ngoài ra các bạn cũng có thể là bật tắt thủ công như thế này ạ, hoặc là xóa ở nút này. Vậy là Bestseller hướng dẫn cho các bạn cách tạo chương trình và quản lý hàng loạt chương trình flash sale của Shopee. Chúc các bạn áp dụng thành công và kinh doanh hiệu quả. Bestseller xin chào và hẹn gặp lại.